Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em môn luyện từ và câu của tuần 24. Đó là bài Câu kể ai là gì? Bây giờ cô mời các em cùng cô đọc đoạn văn sau. Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta." Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi. Cả lớp tôi vỗ tay rào rào đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. Trong đoạn văn trên chúng ta tìm được 3 câu in nghiêng. Các em hãy cho cô biết những câu nào dùng để giới thiệu và những câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi. Cô cho các em 5 phút suy nghĩ và cho cô câu trả lời. Chúng ta có đáp án như sau. Câu: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta." Và câu: "Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công." Dùng để giới thiệu. Còn câu bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy dùng để nêu nhận định. Trong các câu trên, thì các em hãy tìm cho cô bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận nào trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Chúng ta cùng tìm hiểu từng câu lần lượt. Câu thứ nhất: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta." Thì bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì chính là chữ đây. Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì chính là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Tiếp theo câu: "Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công." Thì bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì chính là bạn Diệu Chi. Bộ phận trả lời câu hỏi là gì chính là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Câu thứ ba: "Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy." Thì bộ phận trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì chính là từ bạn ấy. Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì chính là một họa sĩ nhỏ đấy. Trong 3 câu chúng ta tìm được thì bộ phận đây, bạn Diệu Chi, bạn ấy thuộc bộ phận ai, cái gì, con gì. Bộ phận còn lại sẽ là thuộc bộ phận là gì, là ai, là con gì. Những bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì sẽ là chủ ngữ. Những bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì sẽ là vị ngữ. Chúng ta đã học hai kiểu câu ai làm gì, ai thế nào rồi. Thì bây giờ các em hãy làm một phép so sánh cho cô xem. Các em hãy so sánh xem kiểu câu ai là gì khác hai kiểu câu ai làm gì, ai thế nào, ở chỗ nào. Cô cho các em 5 phút suy nghĩ để tìm ra sự khác biệt giữa ba loại câu này nhé. Sau khi so sánh, chúng ta rút ra được nhận định như sau. Câu kể ai làm gì thì chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Câu kể ai thế nào, chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì.
Vị ngữ sẽ trả lời câu hỏi thế nào. Còn câu kể ai là gì, chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Và vị ngữ trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Như vậy, từ cái bảng so sánh ba kiểu câu trên, chúng ta rút ra được nhận xét là các kiểu câu này giống nhau về phần chủ ngữ nhưng khác nhau về phần vị ngữ. Chúng ta rút ra được kết luận ba kiểu câu này khác nhau chủ yếu ở bộ phận vị ngữ. Vậy chúng ta rút ra được ghi nhớ của bài học hôm nay. Thứ nhất, câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai, vị ngữ trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Câu kể ai là gì dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Các em cần học thuộc ghi nhớ này để làm bài cho tốt nhé. Bây giờ chúng ta sang phần luyện tập. Bài thứ nhất, chúng ta hãy tìm câu kể ai là gì trong các đoạn văn sau và nêu tác dụng của nó. Câu A. Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Cô cho các em 5 phút suy nghĩ, tìm ra cho cô câu ai là gì trong đoạn văn A và nêu tác dụng của nó. Chúng ta có câu trả lời như sau. Câu: thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Có tác dụng là giới thiệu thứ máy mới. Câu tiếp theo, đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Câu này dùng để nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên. Bài tập B là phần giảm tải nên chúng ta không làm bài tập này, chúng ta bỏ qua bài tập này nha các con. Bây giờ chúng ta làm tiếp bài tập C. Sầu riêng là một loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Các em hãy suy nghĩ và cho cô câu trả lời. Trong đoạn văn C này, câu nào là câu kể ai là gì và nêu tác dụng của nó. Các em suy nghĩ 5 phút sau đó cho cô câu trả lời. Chúng ta tìm được trong đoạn văn C câu ai là gì chính là sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Tác dụng của nó chính là vừa nêu nhận định về giá trị của trái sầu riêng và bao hàm cả giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam. Như vậy trong câu C này vừa nêu nhận định và vừa giới thiệu luôn. Chúng ta tiếp tục sang bài tập số 2. Dùng câu kể ai là gì để giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em. Đầu tiên chúng ta phải xác định nội dung sẽ giới thiệu.
Thứ nhất, giới thiệu về các bạn trong lớp em. Thì các em chỉ cần giới thiệu một số bạn thôi, chứ không cần giới thiệu hết tất cả các bạn trong lớp. Thứ hai, giới thiệu từng người trong gia đình. Thì trong hai chủ đề này, các em chỉ chọn một trong hai chủ đề để mà viết đoạn văn, không cần phải làm cả hai, chỉ một trong hai thôi. Và nhớ đoạn văn đó chúng ta phải sử dụng kiểu câu ai là gì để giới thiệu nha. Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ để củng cố lại bài. Chúng ta sẽ thi viết câu kể ai là gì dựa vào chân dung cho sẵn. Các em có nhận ra hình ảnh của hai người này không? À, chúng ta đã được làm quen với hai người này qua các bài tập đọc. Hình đầu tiên là ông Sion Kotki. Chúng ta đã biết ông qua bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao. Hình thứ hai chính là ông Bạch Thái Bưởi. Chúng ta đã biết ông qua bài tập đọc Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Cô cho các em 5 phút suy nghĩ để viết một vài câu để giới thiệu về hai người này. Các em suy nghĩ và bắt đầu viết nha. Rồi, sau 5 phút, cô có một số gợi ý về viết câu ai là gì dựa vào hai bức tranh này. Các con có thể viết khác đi, không giống với nội dung gợi ý của cô. Miễn sao có sử dụng câu ai là gì và nội dung phù hợp thì đều được chấp nhận nha. Hình số 1 nói về ông Sion Kotki. Chúng ta có thể có hai câu để giới thiệu về ông. Đây là Sion Kotki. Sion Kotki là người Nga. Đây là ví dụ của cô. Các con có thể sử dụng một số câu khác, miễn là đúng mẫu câu kể ai là gì và phù hợp với nội dung giới thiệu về ông là được. Hình thứ hai, cô có ví dụ câu ai là gì. Bạch Thái Bưởi là một bậc anh hùng kinh tế. Bạch Thái Bưởi là người giàu nghị lực. Thì đó là ví dụ của cô. Thì các con có thể sử dụng những câu khác, miễn sao nói đúng về ông Bạch Thái Bưởi và sử dụng đúng câu ai là gì giới thiệu thì đều đúng hết. Cuối bài học, cô và dặn dò các em một số điều. Các em tiếp tục luyện tập sử dụng câu kể ai là gì để giới thiệu về bản thân, gia đình hoặc về quê hương, đất nước. Và các em làm bài tập, sau đó chụp ảnh bài làm của mình gửi qua Zalo cho cô giáo của mình xem và chấm bài nhé. Và tiếp tục các em chuẩn bị cho bài học sau, đó là bài vị ngữ trong câu kể ai là gì. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi.